chúng ta đều biết cái đấy là MEC. MEC là gì? Kỳ trước có nghe qua rồi đúng không? Sĩ còn nhớ gì không? Hả? Mô hình để tổ chức lại chương mục đúng không? Rồi đúng rồi, tí nữa. Còn gì trong đây? Hết rồi. Rồi, còn gì nữa không làm tòa? Gồm 3 thành phần. Mô đồ về DB. Tí nữa. Còn chung là điều hướng. Controller là điều gì? Điều hướng dữ liệu. Điều hướng dữ liệu, nhảm nhí. Nhưng controller là để xử lý dữ liệu. Đúng rồi, xử lý logic. Đi nữa, view. Là để hiển thị đúng không? Hiển thị giao diện. Được chưa? Thì giống như chúng ta khi mà chúng ta nhìn thấy cái project lúc hôm trước chúng ta làm ở đây trông rất là kinh đúng không? Nhìn rất là tổng luôn đấy. Nó các cái file của chúng ta nó không theo một cái tổ chức nào cả, thằng nào nó sắp xếp đúng theo kiểu hóa 3D, thằng nào chữ A thì lên đầu, thằng nào chữ Z thì xuống cuối đúng không? Sau này chúng ta mà nếu mà chúng ta không đặt tên khéo léo thì nó rất là khó tìm một cái file nào đấy, không biết là cái nguồn dữ liệu của website chúng ta đi từ đâu đến đâu ra làm sao. Đúng chưa? Làm cái này rất là khó. Và thêm một cái nữa là khi mà chúng ta làm cái này thì website của chúng ta nó có cái URL rất là xấu. Đúng không? URL rất là xấu. Cái gì cũng phải có chấm đôi chấm vê vê thì chúng ta mới làm. Không thì không làm. Đúng chưa? Cái đấy nó rất là xấu. Thì người ta nghĩ ra một cái mô hình MVC. Một cái mô hình người ta đặt tên cho nó là MVC chia làm 3 phần ở cái cookie này để tổ chức, cấu trúc lại cái thứ nhất là cái tổ chức, cấu trúc thư mục. Cái thứ hai là để tách biệt rõ ràng ba thành phần trong hệ thống ra. Cái tiếp theo là để làm việc. Cái thứ ba là định nghĩa lại cái life cycle của một cái website chạy từ đâu, xử lý ra làm sao, đi thế nào, từ đâu sang đâu, thì nó định nghĩa lại cái life cycle của một website. Thì như vậy thì người mới vào hay là người cũ làm việc nó đều dễ dàng hơn. Đọc mã nào. Chẳng biết được không? Ôi xì rồi. Thì chúng ta sẽ có những thành phần như sau. Đầu tiên là controller. Và controller trước nhé, không ai có kiếm trước đâu. Có controller trước. Được chưa? Bao giờ việc người ta có khi mà trình duyệt của chúng ta hay là cái máy tính đó, bàn phím đấy, gửi request lên server chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ vào cái đầu tiên ở trong cái gì là cái controller. Được chưa? Và cái controller sẽ tiến hành là phân tích cái yêu cầu này ra. Thực ra là đọc xem là nó gửi cái gì lên cái mã. Giờ nó có những tham số như nào, đọc cái request này, phân tích ra. Sau đó quyết định nếu cái request này yêu cầu cần DB, đây là cái đích DB. Nếu mà cần DB thì chúng ta sẽ sử dụng model. Gọi đến model và từ model gọi tiếp thực hiện cái câu lệnh select với cơ sở dữ liệu. Và trả ngược về model. Model trả ngược về controller. Thì này. Đây là gọi và trả lại. Sau đó controller lấy, nếu mà cần dữ liệu lấy dữ liệu rồi thì nó tiến hành là code một cái view, code một cái file view nào đó để và từ code một cái file view này để hiển thị giao diện lên cho cái trình duyệt chúng ta. Thì nó là trung tâm, là controller là trung tâm của cái mô hình này. Nó điều gì đâu, trả về cái gì là do cái controller này. Và PP của chúng ta hoàn toàn có thể trả được những cái thứ gì, giao diện này. View này không chỉ là file view nhé. View này có thể là giao diện này, email này, rồi thì có thể là message string này, có thể là gì xong này, có thể là số này, có thể là mạng này, v.v.
có thể là đối tượng, chẳng có bất kỳ gì đâu, được chưa nhỉ? Đó, thì là đây là chính là cái mô hình của nó. Nhưng để làm được cái này chúng ta phải làm như thế nào? Đưa vào làm sao? Thì chúng ta nếu mà quy trình với một cái mô hình MVC chuẩn đấy, bao giờ cũng sẽ có thêm một cái thành phần nằm giữa của request và cái controller này, đó là gọi là cái thứ gọi là RAM. RAM là cái thứ điều gọi là chặn điều hướng, cái file điều hướng cốt logic điều hướng con chặn của chúng ta. Bởi vì trong một hệ thống chúng ta có rất là nhiều controller chứ không chỉ có một. Thì sau các bạn lên Laravel các bạn thấy là chúng ta tạo controller ra một cách là bừa bãi bừa phứa luôn đấy. Nhưng mình thích là mình tạo thôi. Đó, và mỗi một controller sẽ đảm nhiệm một cái module thể ở đấy, ví dụ như user quản lý cái user, thêm sửa xóa phân quyền cho user. Chúng ta có user controller, đăng nhập thì có login controller, đăng ký thì có register controller. Sau này ở trong nữa chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều những controller khác, ví dụ như kiểu làm quản lý trường học chúng ta sẽ có quản lý sinh viên thì sẽ có student controller rất là nhiều. Thì đấy là cái sơ lược về cái mô hình MVC của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành đi xây dựng cái mô hình này chạy và đưa nó vào phát triển web mình như nào. Thì các bạn lên trên cái GitHub của tôi ấy, trên đấy tôi có một cái file htaccess.xample. Bạn copy toàn bộ cái nội dung về xong rồi tạo ra một cái file mới ở ngoài thư mục ấy nhá, không phải trong thư mục mô đồ đâu. Ví dụ thư mục của tôi là 06 nhá. Các bạn chuột phải vào new file, tạo file là .htaccess. Có mỗi thế này thôi, file này không có tên, nó chỉ có đuôi thôi. Các bạn tạo luôn đi. Cái việc này, cái file htaccess này nó sẽ giúp chúng ta là khi request gửi trong cái project của mình, cái file htaccess chúng ta nó có thể là giúp nó gom tất cả request gửi cái gì lên cũng không quan tâm, nó gom hết vào trong một cái và nó gom hết lại, nó điều hướng sang một cái trang mà chúng ta quy định trước thì đấy là, nhưng chứ nó không cần phải chấm .php nữa cả. Được chưa? Tôi đã tạo ra file này. index.php này. Xóa trắng đi. Rồi các bạn cứ viết đi, rồi tí nữa tôi giải thích thêm. Đầu tiên tạo cho tôi một cái file tên là .htaccess, sau đó là tạo cho tôi tiếp một cái file nữa là chiếm là save product. Xóa những file dấu riêng khác đi. File htaccess của chúng ta tạm thời chưa có gì nha. Được chưa? Nhớ giữ lại cái lớp model, nhớ giữ lại cái model để tí nữa còn làm tiếp với nó, đừng vứt nó đi. Được chưa? Sau để truy cập vào thì chúng ta vào bằng localhost được pt123.12.06 này. Chúng ta vào được index này đúng không? Vào trang index này. Xong để vào được trang khác thì chúng ta lại sược. Ví dụ sược student.php như này đúng không? Nhưng file này tôi chưa có, cho nên là nó sẽ báo lỗi như này. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra thêm một cái file student.php như thế này, thì chúng ta sẽ có truy cập được vào đúng không? PHP. Đây là echo ra là student. Ví dụ như này thì sẽ có này. Được chưa? Xong chưa? Thì nó truy cập vào mà tôi đã viết cái gì cho htaccess đâu. Cho nên là chúng ta truy cập vào thì nó giống như bình thường. Là chúng ta muốn vào cái file nào, file PHP nào thì chúng ta sửa đến đúng cái địa chỉ của cái file PHP mà chúng ta muốn hiển thị ra ngoài. Đây là cách làm cũ. Được chưa? Bây giờ các bạn coi nhá. Coi tôi áp dụng cái htaccess vào này. Tôi có một cái file htaccess.xample, tôi pẹt vào đây. Các bạn coi nhá. Tôi về file index này. Nó về phía index nhé. Sau đó tôi vào .student.php. Ủa? Sao lại vậy nhỉ? Đây. Nếu mà các bạn không trỏ đuôi chính xác thì các bạn việc vào là sược student thì nó về đâu? Về index. Sược tiếp something. Vẫn về index. Đúng không? Hỏi chấm name bằng thiện th cũng về index. Được chưa? Bây giờ sao nữa?
Các bạn copy cái file này vứt vào trong file test set cho tôi nhá. Cái nội dung này này. Đưa trong file test set cho tôi. Cái này nó sẽ làm cái gì? Đầu tiên nó bật lên cái quyền được định tuyến lại cái website của chúng ta. Bật lên on. Tiếp theo là định tuyến lại cái, nếu mà cái request file name của chúng ta là file name là đi, không nhớ lắm, tôi không nhớ là cái logic của cái thằng này, nhưng mà tóm lại là cái phần thằng tay không thể xem này, nó giúp chúng ta bất kỳ request nào mà không chọn đến chính xác một cái file nào đấy, ví dụ file .php, file .css, file .js, thì nó sẽ đưa hết tất cả những cái request đấy về file index.php, file index.php. Và cái đoạn phía sau các bạn sửa cái đường sửa cái gì phía sau, nó đưa hết thành về cái biến là URL. Bây giờ nó đưa hết cái biến là URL. Bây giờ các bạn xem nhá, tôi echo ra thêm. Tôi echo thêm cái URL ở đây, index này, hỏi chấm, hỏi đô la gạch dưới get, URL, wow, gì vậy? Đô la get đúng không nhỉ? URL, các bạn nhìn thấy student something không? Được chưa? Bây giờ tôi viết tiếp này. Tôi vào trang admin. Tôi không vào cái gì. Nó sẽ ra rỗng. Được chưa? Tiếp theo. Nếu tôi vào trang quản trị danh sách, danh mục. Danh trừ mục. Được chưa nhỉ? Nó sẽ gom hết. Nó đưa vào trong cái biến URL. Nhưng cái gì viết sau? Viết sau của cái sườn vào trong thư mục L6 nhỉ? Những cái gì biết ở phía sau cái sườn đấy, nó đưa hết vào trong cái biến URL, đưa lên cái biến get. Bác chỉ cần hiểu thế là được rồi. À? Gì? Có thắc mắc gì không? Đúng không? À? Nếu có hỏi chấm URL cuối gì? Test thử biết. Đây gì? Hỏi chấm URL này bằng doãn, đúng không? Đúng chưa? Nó lấy cái cuối cùng. Cái đấy phải chấp nhận thôi. Chẳng vấn đề gì cả. Nhưng mà ai biết được mà viết vào đây. Ví dụ bây giờ tôi làm một cái khó hơn nhá. Tôi đưa vào đây, tôi không để là URL nữa. Đúng không? Tôi để là doãn URL. Thằng nào biết được cái chữ doãn URL này? Đúng không? Quan trọng là chúng ta muốn làm khó hay không thôi. Khó hay dễ thôi. Chỉ tôi để đây cho nó dễ. Được chưa? Nó sẽ điều hướng tất cả các request, gần như là tất cả các request của chúng ta đẩy hết về file index.pp. Đấy là nó giúp chúng ta định tuyến lại toàn bộ cái request gửi lên cái website. Và các bạn nhìn đấy, những cái như thế này. Có đuôi pp không? Bỏ đuôi pp đi rồi. Thì như thế này nó sẽ dễ dàng giúp chúng ta sell hơn. Đúng không? Sell dễ hơn. Rồi, tiếp theo này. Tiếp theo chúng ta có cái gì nữa? Ở đây tôi sẽ có một cái biến như sau. Một cái biến URL bằng đô la iset này. Nếu mà iset cái get này bằng true thì tiến hành cái biến URL cái sẽ bằng cái thằng này. Còn nếu không thì sẽ bằng string sược. Hả? Cái này dùng nhiều, yên tâm. Dùng cực kỳ nhiều. Xong chưa? Rồi nhá, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta mỗi cái URL chúng ta sẽ cần có một cái logic để xử lý, đúng không? Ví dụ là logic của chúng ta nó sẽ là switch đi. Switch. Cái biến URL nó rơi vào trường hợp là sinh viên, đây là có cái product sản phẩm đúng không? Sản phẩm, sản trừ phẩm. Thì chúng ta sẽ có cái gì? Require one, cái model sược product.pp. Sau đó product bằng product hai chấm on. Và tiến hành là
echo ra cái pre, sau đó vadam ra cái biến product. Đấy, ồ lỗi gì nhỉ? Đây 1 2 3 4 5 6, được chưa, đúng không? Đây là chúng ta cái việc này, này. Nó chính là cái này, nó chính là cái vai trò là cái router. Nó sẽ dựa vào cái URL chúng ta gửi đây là cái gì. Nó sẽ điều hướng về những cái file có nhiệm vụ xử lý cho cái router này. Được chưa? Đấy là cái chúng ta vừa làm cái switch này. Lấy được URL từ lấy được cái biến URL từ trên từ cái request mà tự gửi ra. Sau đó chúng ta sẽ được phép đặt switch đây để đưa vào trong cái router và nơi chúng ta xử lý. Và nếu rơi vào trường hợp mà default, tức là những URL chúng ta không định nghĩa ra, đúng không? Những URL chúng ta không định nghĩa ra thì ở đây chúng tôi sẽ tiến hành là echo ra đây là file not found, à not found là tôi không định nghĩa cái URL này, ông vào cũng không được, đúng không? Các bạn có để ý những cái trang web mà nó có những cái trang là 404 chẳng hạn, để ý không? Đấy nó chính là cái phần này, cái URL mà trang của nó không có, những cái bài viết mà trang của nó không có hay URL nó không định nghĩa ra thì nó sẽ ra cái trang là not found. Ví dụ như các bạn vào kênh 14 nhé, tôi vào một cái bài viết linh tinh nào đấy, xong rồi tôi viết thêm bậy bạ vào đây nữa, nó về cái gì đây này, không phải cái này là nó xử lý kiểu gì ấy. Đây ví dụ thiện th, đúng không? URL nó không định nghĩa ra thì nó về cái này. Thì chúng ta cũng có thể làm được cái việc đấy bằng cách là nếu những cái URL nó gửi lên không có trong danh sách, không có trong danh sách xử lý của chúng ta, thì chúng ta đẩy nó về trong not found. Chúng ta include một cái giao diện HTML nào đấy vào đây là xong. Ví dụ như này. Ví dụ như sau này. Tôi sẽ có một cái thư mục tên là views. Và trong này tôi sẽ tạo ra một cái file là not found.php. Xong chưa? File not found.php. Ở đây tôi code HTML và ở đây là error. Đây thẻ H1 đi. Error chấm than 404 not found. Và chúng ta sẽ có một cái thẻ A ở dưới. Thẻ A ở dưới là href về index.php nội dung là trở về trang chủ. Ví dụ như vậy thì ở trong cái file index này, ở chỗ này chúng ta thay echo này bằng cách là chúng ta tiến hành là include once cái include once cái file là view sược not found .pp nhét này vào thì chúng ta sẽ có xử lý như này, viết linh tinh sản phẩm Doãn Chí Minh, đúng chưa? Nó sẽ ra ngay cái trang not found bởi vì cái URL này chúng ta đâu có định nghĩa đâu, được chưa? Thế bây giờ chúng ta đã nhìn thấy những cái thành phần nào rồi, thành phần nào ở đây đã có thành phần là router này, thành phần là model này, thành phần là view này. Thế bây giờ từ từ đến thành phần cuối, chúng ta muốn truyền một biến ra ngoài view là nào? Chúng ta ví dụ có một cái biến tên là message msg bằng trang bạn tìm kiếm không có thật, đúng không? Vui lòng liên hệ với ban quản trị chẳng hạn. Ví dụ như này thì tôi truyền cái biến này ra ngoài giao diện kia như nào, giao diện kia làm sao để sử dụng được, dễ òm, bê nguyên cái biến này ra ngoài. Đây tôi sẽ có một cái thẻ p ở đây
để strong trong này. Anh nhớ B vào thôi mà. Đấy, chuyển biến ra ngoài chúng ta ghi để sử dụng. Chúng ta include rồi. Bước ra, xong đi. Được chưa? Chúng ta đưa được dữ liệu tĩnh từ cái chỗ chúng ta xử lý logic ở trong này là cụ thể là file index, chuyển ra được ngoài, chuyển ra được ngoài giao diện bằng cái include, thế là xong. Được chưa? Chẳng có gì thế. Đi thử require xem có được không. Vẫn được như bình thường. Ơi, tại sao require tôi lại dùng input? Require input, input nó khác gì nhau? Input thì có lỗi nhưng vẫn chạy. Không phải fail, mà nếu mà có lỗi thì báo lỗi, không phải là nó fail. Thế vì sao tôi lại dùng include mà tôi lại không dùng require? Nghiến thử nghĩ là nó sẽ không thông minh không nào? Vì sao? Đứa nào trả lời được câu này tôi thưởng nó 2 điểm bài lát 1. Quán tại sao? Nếu tôi đang thấy thì sao? Đúng, chính xác. Mày đúng không? Rồi, tí tôi sẽ cộng. Cái reply, khi mà các bạn code cái reply thì nó khi mà lỗi ở đâu, nó sẽ báo lỗi ở cái file, kể cả cái file reply gặp lỗi, nó báo lỗi ở cái file reply luôn. Được chưa? Nếu mà bạn tốt làm cho file reply nó bị lỗi thì nó báo lỗi luôn. Thì trong quá trình chúng ta code logic, lưu ý nhé, trong quá trình chúng ta code logic, tức là cái màn hình đấy chúng ta làm ra, chúng ta phải biết nó lỗi ở đâu, lỗi ra sao, ở dòng bao nhiêu, chúng ta tính được đúng không? Thì với code logic thì chúng ta nên require, nên require, bởi vì phải hiển thị ra lỗi để cho lập trình viên biết là sai ở đâu để sửa. Nhưng mà với người dùng đúng như Doãn đã nói là với người dùng thì người ta kể có nhìn thấy cái lỗi thì người ta không giúp chúng ta giải quyết được. Được chưa? Mà khi mà nếu mà đặt, nếu mà sản phẩm thì nó còn đỡ, sản phẩm thì thực ra khách hàng chỉ chửi các bạn thôi. Đúng sao? Nhưng mà nếu mà chúng ta làm cái làm lập trình outsourcing ấy, tức là đi làm việc làm cho dự án của khách hàng, chúng ta nó nhìn cái lỗi nó đập vào mặt ngay, nó sẽ hợp đồng ngay, đền tiền chết luôn, đúng không? Cho nên có lỗi không bao giờ được để cho khách hàng gì đấy. Những cái lỗi mà hiện ra ngoài màn hình thì những cái lỗi đấy là thường gặp nó còn phạt của bên lỗi, lỗi rất là nghiêm trọng, không bao giờ để nhìn thấy. Thì gì nhỉ? Thì đấy là lý do vì sao người ta sử dụng cái hiển thị ra giao diện thì người ta dùng include, khi mà xử lý logic thì người ta lại dùng xử lý qua. Xong chưa? Logic nó chỉ có thế thôi. Rồi, giờ xong rồi. Đã có router này, một đầu tiên là cái asset để định hướng. Sau đó là cái switch case, cái này gọi là cái router của chúng ta để giúp chúng ta phân nhận URL bao nhiêu, điền điều hướng về một cái hàng, một cái controller phù hợp, à một cái logic phù hợp, và có tham gia của model, tham gia của view. Được chưa? Bây giờ còn thiếu cái thành phần này, đúng không? Thành phần này chúng ta đưa vào như thế nào? Thì như sau này. Ra để ý. Tí nữa tôi sẽ đẩy cái project này lên cho các bạn xem, nên là không phải lo. Hiểu đã. Tạo một thư mục mới tên là controller. Tạo ra một cái file. Tạo ra một cái file tên là home. Home controller.php. Được chưa? Chúng ta sẽ code PHP và có một class trong này. Class đây là tên tôi đặt là home controller thì tên class tôi đặt cũng là home controller luôn.
không extend thằng nào cả. Trong này tôi sẽ có một cái hàm tên là hàm index chẳng hạn. Hàm index. Ở đây tôi sẽ hiển thị ở trang chủ, tôi hiển thị tất cả các sản phẩm theo dạng bảng. Tôi sẽ có như sau. Ví dụ tôi require one cái model ở đâu nhầm. Đúng rồi. Model sược product.php. Ở trong này tôi có gì? Có cái biến product bằng product .2.own này. Sau đó sao? Tôi include once cái file gì? Include one cái file là file view này. Homepage chẳng hạn. Homepage.php. Xong. Ở đây tôi include one cái homepage view sược homepage.php. Xong. Thì ở trong homepage này tôi code HTML như bình thường. Và tôi sẽ có cái table ở đây. Bỏ cái này đi. Đây là ID sản phẩm này. Name này. Đây là price này. Xong có cái owner nữa đúng không? Cái này để trống. Ở trong này chúng ta tiến hành for each. Tiến hành for ra cái gì? For cái biến product s key value. Chúng ta tiến hành echo cái biến value trở đến ID này. Duplicate lên ID trở đến name này. Và price sell price. Và product của chúng ta đang hôm trước có cái gì nhỉ? Owner đúng không? Owner trỏ đến name. Rồi, chúng ta về trang chủ. Hiện tại vẫn chưa có gì. Ủa sao nó phao suốt này trời? À đây là sản phẩm. Tôi sẽ có một cái case nữa. Case bằng sược không như này, hai chấm và tiến hành break ở đây. Nếu mà trường hợp người ta vào trang chủ thì tôi sẽ điều hướng trang của tôi về home controller hàm index để xử lý logic. Thì tôi sẽ có cái gì? Tôi tiến hành require one ở đây, cái file controller sược home controller .php. Sau đó tôi có một cái biến là ctl bằng new home controller đóng mở ngoặc và biến ctl của tôi trỏ đến hàm index đóng mở ngoặc như thế này là xong. Sau đó tôi break, chẳng phải làm gì thêm, test thử. Ủa, sell price không có sell price, chắc là price đúng không? Như này thì sao? Nó có lợi ích gì cho chúng ta khi mà chúng ta cốt lằng nhằng như này? Có lợi ích gì? Thứ nhất, bây giờ tôi muốn sửa, các bạn là người mới vào, tôi muốn các bạn sửa cái chức năng nào đấy ở trong cái màn hình homepage kia, đúng không? Các bạn có biết là cái file này xử lý là file nào? Cái file này hiển thị view ấy. Ví dụ tôi muốn sửa cái này. Tôi muốn sửa cái owner thêm mỗi một chữ là product owner. Thì giờ tôi biết vào đâu để tôi sửa. Có biết không? Nhìn có biết không? Như ngày xưa thì nhìn có file chúng tôi pp, bắt tìm cái file 10.pp đấy là ra đúng không? Chứ ở đây tìm được gì? Chẳng tìm được. Nhưng thực ra là tìm cực kỳ dễ. URL của trang này là làm cái gì? Sửa. Đúng nhá. Thì làm sao? Thì vào cái router này. Đây, vào cái router này. Cái nào là sược? Đây, cái này là sược.
Thì lần theo đây, controller nào xử lý? Home controller. Hàm nào trong home, hàm nào trong home controller xử lý? Hàm index. Thì mở nó ra. Đây, home controller hàm index đấy. Xong rồi nhìn thấy cái view chưa? Được chưa? Cái thứ nhất khi mà làm này cũng là đẹp hơn, cái thứ hai là không bị lộ cái cấu trúc thư mục. Đúng không? Không bị lộ cấu trúc thư mục với người khác, cho nên chúng ta đảm bảo an toàn của website chúng ta hơn. Đấy, MVC nó chỉ có thế thôi. Thế bây giờ nhé, tôi muốn thêm một cái chức năng. Đó là thêm sản phẩm. Bây giờ sao? Thêm sản phẩm. Có một URL là add to product. Thì giờ làm nào? Có URL chưa? Chưa có gì. Chưa có thì thêm. Đây là thêm sản phẩm đúng không? Thêm trừ sản phẩm. Dùng tiếng Việt đi. Được chưa? Controller nào xử lý? Tôi thích là product controller đi. Tạo file mới. .php. Xong. Code PHP trong này. Class product controller. Chúng ta có hàm là public function add chẳng hạn, ví dụ thế. Thấy chưa? Add chẳng hạn thì chúng ta sẽ return ra hoặc cái nhập include on cái file là views sược product trừ form .pp như này. Xong chưa? Đấy, hiển thị ra thế thôi. Xong rồi, vẽ ra cái giao diện ở đây. Submit thì submit lên đâu? Lên một cái URL. URL của chúng ta, ví dụ tôi viết cái file product form này nhá. Đây. New file này. Product form.pp này, lại code HTML. Trong này có một cái form. Action là gì? Action bây giờ chúng ta để là gì? Hả? À? Đâu, làm gì đã tạo đâu? Chưa biết xếp vào đâu. Đúng không? Chưa biết xếp vào đâu thì có gì? Lại tạo ra. Tạo URL mới. Đây là lưu sản phẩm. Thì copy URL này. Copy URL này. Nhét vào. Lưu sản phẩm. Thế thôi, xong chưa? Đẩy lên, lại xử lý như cũ. Thì chúng ta để nhá, đến giờ chúng ta làm sửa một cái, hay là thêm một chức năng, sửa một chức năng hay là thêm một chức năng. Chúng ta luôn luôn bắt đầu ở đâu? Vào. Luôn luôn bắt đầu ở vào. Tìm kiếm cái gì bắt đầu ở vào. Để xem URL vào trang mỗi, nó làm cái gì. Đúng không? Sau đó lần theo cái controller và đến model hoặc đến view. Đúng không? Và bây giờ chúng ta thêm một chức năng nữa thì cũng là gì? Kiểm tra xem nó có cái round hay chưa thì thêm một round mới, lại tạo controller nếu chưa có, thêm hàm nếu chưa có, truyền ra ngoài view nếu chưa có. Đúng không? Nó luôn luôn là một cái logic. Bước 1 kiểm tra ra, bước 2 kiểm tra controller, nếu controller chưa có tạo ra, nếu chưa có database thì gọi đến model và input cho người ta một cái view, lại bắt đầu tương tác là đi vào tặng. Đúng như này. Cái này thì nó gọi là cái life cycle. Giờ các bạn nắm được cái life cycle của website, các bạn thích làm gì nó cũng được, các bạn thích sửa ở đâu thì sửa. Xong chưa? Đấy là một trong những lợi ích. Nếu mà chúng ta để ý này, toàn bộ cái project của chúng ta luôn luôn phải đi qua đâu? Đi qua cái index.php đúng không? Đúng không? Cái gì cũng phải đi qua index đúng không? Vậy thì có gì? Chúng ta còn nhớ ngày xưa khi chúng ta học session không? File nào cần dùng dụng session thì ở đầu file phải có gì? Session là start. Thế trong cái project cũ của chúng ta có khoảng 200 file PHP thì cái session start 200 lần. Đúng không? Bây giờ sao? Có gì? Đấy, cái gì cũng phải đi qua index này. Session start ngay. Ngay đây. Này có nhàn hơn không? Biết một chỗ rồi. Đúng không? Rồi gì nữa? Các bạn thấy tôi hay viết DD đúng không? À, cái nhập hay thì tôi viết cái ba lambda đúng không? Bây giờ cái hàm nó dài quá, tôi không thích nữa.
Tôi tạo ra một cái function là DD nhận một cái biến là va. Ở trong này tôi sẽ có là echo ra cái string là pre như này. Và tôi va đâm ra cái biến va kia. Và tôi đài ở dưới. Xong. Bây giờ như lúc nãy như cái home controller index này đúng không? Tôi muốn kiểm tra sản phẩm kia của tôi như nào thôi. DD vào đây, biến product. Sao? Khi mà chúng ta đưa tất cả về cái thuộc về một mối, chúng ta kiểm soát luồng logic, chúng ta thêm những cái hàm dùng chung cực kỳ dễ, đúng không? Cái hàm dùng chung cực kỳ dễ bởi vì nó theo một luồng thôi mà, nó cứ thế đi thôi, không phải thêm gì cả. Giờ bây giờ tôi đẩy code lên nhá, sau đó các bạn làm cho tôi theo, làm cho tôi hiển thị được danh sách của người dùng, tưởng rằng nó có dễ hơn hơn cái cách mà các bạn làm kiểu basic kiểu. Nếu mà bạn nắm được cái MVC này sớm thì gần như coi là tôi này kết thúc luôn, không phải là thực hiện. Mục tiêu của chúng ta là trong cái môn môn PT2 này là gì? Vừa đối tượng là MVC. Bạn nắm được là các bạn hoàn toàn thể làm project ngay từ bây giờ. Lên GitHub lấy đi. Các bạn cứ ngó đi nhá. Ngó xem có hiểu không, phần thắc mắc chỗ nào thì hỏi.
Xong của nợ doãn cái xong chưa? Mày buôn nhiều thế. Không muốn trừ thêm điểm không? Vừa mới quyên góp được 2 điểm.
Rồi. Ừ. Hả? Đây được hết, ở đâu cũng đây được. Hiểu vì sao? BP là gì? BP là khi nó khi chúng ta gửi request lên nhá. BP đi qua đâu thì nó sẽ nạp được nó từ khi hết cái câu lệnh đấy. Thì khi mà DD chúng ta biết DD là request đúng không? Tương đương với việc mà chúng ta định nghĩa ra cái hàm này. Khi mà đã định nghĩa ra rồi thì tất cả những cái chỗ về sau chúng ta dùng ở đâu? Đã bảo là nó đi qua index thì cái đoạn đằng sau thì kia nó chỉ là thực thi thôi. Ở trên thì nó định nghĩa những cái hàm các bạn không dùng được ấy, tức là các bạn chưa định nghĩa nó, thì các bạn không dùng được. Và những cái hàm mà đã định nghĩa rồi thì từ đấy về sau bạn sẽ dùng được mà. Đừng nghĩ là nó bây giờ nó truyền từ bên này sang bên kia. Đừng nghĩ vậy. Mà hãy hiểu, hãy nghĩ theo hướng bạn. Từ bên thì bên kia sẽ đặt bên này. Đó. Được nhá. Bạn đang hiểu như này đúng không? Cái hàm index ở cái trang index.php này, tôi viết cái hàm bd đúng không? Yeah. Sau đó tôi tiến hành require cái file controller rồi đấy. Cái file controller nó nằm tít ở trên này cơ. Đúng không? Đây là hai nơi là cách nhau. Nhưng là ở đây có thằng này require vào. Được chưa? Bạn đang hiểu là vào index này xong rồi tôi chuyển cái logic, tôi chuyển cái logic đang xử lý từ đây sang đây để xử lý tiếp đúng không? Quay nào lên đây. Mày à? Ở đây tôi sử dụng DD này. Sao? Tức là bạn ý bạn nói là bây giờ tôi chạy ở trong file này để sử dụng cái DD này, tôi phải đi qua index trên này, đúng không? Tại sao phải thế? Bạn đã hiểu rồi. Thực ra là như này. Khi bạn chạy logic group vào trong index đúng không? Nó sẽ chạy tiếp ở index tiếp. Require một cái file controller tương đương cái main toàn bộ nội dung của file controller đến từ dưới này. Đó, mang toàn bộ nội dung của file controller vứt xuống dưới cái chỗ vị trí mà nó require, chứ không phải là b từ bên này sang bên này mà là phải ngược lại. Bây giờ nếu mà b toàn bộ nội dung của bên này xuống đây thì có cần require không?
Đấy nhá, làm tôi hiển thị cho tôi tất cả những giờ ra quay lại giờ. Thank you.
Thank you.
Ngon. Xong cái layout rồi. Sao xong chưa? Đoạn xong chưa? Xong rồi thì đâu? Rồi. Làm danh sách user làm nào. Đọc. Đọc. Tôi viết lại. Cái gì? Case. Cái gì? Danh sách người dùng đi. Danh sách thành viên. Cái gì? Có rồi. Chưa có. Không thích. Mà là sao? Đây à? Hay là include? Tóm lại là như nào? Chết. Đọc. Gọi kiểu gì? Gọi như nào? Gọi
Giống hệt là như nào? Giống hệt với cái gì? Cái gì? Làm xong rồi cơ mà. Không quan tâm. Muốn làm được gì làm. Nghĩa đọc đúng tôi đã bán là được. Rồi. Hả? Điều gì? Có sao nữa? Sao? Điều gì nào? Làm như nào thì bảo, tôi cốt lại. Phải gì? Xem của tôi của ông. Tại sao lại xem của tôi, ông làm rồi cơ mà. Thế là nghĩ nhưng mà chưa làm hay gì? Làm trong máy chưa? Hiểu nó làm chưa? Làm chưa? Từ sau nhá. Nói gì thì ra ngoài mà nói. Tôi nhắc ông lần này rất là nhiều rồi. Nhá, đừng có để kiếm được vừa kiếm được 2 điểm xong lại quăng đi 5 điểm nữa. Tôi nói thật đấy. Vừa phải thôi. Table này gồm có ID này, name, email. Rồi, trong này chúng ta sẽ có for x của cái PHP. Echo của cái value cho đến ID. Value cho đến name. Value cho đến email. Để xem có được không. Danh sách thành viên. Không có gì ta. Rất nhỉ. Đây có mấy thằng này mà. Sao không có gì nhỉ? À index chưa trỏ sao? Nếu mà chúng ta có nhiều controller cần phải require như này, chúng ta bê hết nó lên trên nhá. Require hết một lượt ở phía trên này. Require home controller này, rồi thì là product controller này, user controller, require hết một lượt thôi. Đỡ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa. Chúng ta sẽ bỏ được những cái dòng ở dưới đây đi. Đó. Làm mỗi một module, mỗi một chức năng rất là nhanh. Khi mà làm như này, chúng ta chỉ đơn giản là tạo ra URL mới, tạo ra controller nếu chưa có, viết hàm, sau đó là trả về một cái giao diện, thế là xong. Chẳng có gì hơn, cực kỳ dễ. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm thêm cái chức năng cho thằng view. Cụ thể đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái base controller
viết một cái hàm render. Ở trong cái hàm này sẽ nhận các cái file này là ba tham số. Tham số đầu tiên là file view, được chưa? File này là file view, file dữ liệu, và file sẽ hiển thị cái giao diện của các bạn. Tiếp theo là file variable, cái biến variable, tức là những cái dữ liệu các bạn sẽ truyền ra ngoài giao diện. Chúng ta chỉ lựa chọn vài cái để truyền ra, chứ không phải lúc nào cũng truyền hết. Tiếp theo là cái biến layout, giá trị bằng mặc định bằng null. Cái layout này là cái gì? Cái layout các bạn hãy hiểu như này này, cái layout là cái khung bên ngoài, bao bên ngoài thì nó bao gồm cái, có thể là cả phần CSS, rồi thì là header, menu. Các bạn biết là một file, biết một file bên giao diện thôi, và có phần footer ở CSS. Các bạn viết hết trong hết cái mớ này vào trong một file. Sau đó cái phần mà tôi đang ngồi này, nó chính là cái nội dung chính của website của chúng ta. Thì chúng ta chỉ cái file view ấy, cuối cùng cái file view các bạn xem này, nó chỉ có hiển thị duy nhất cái nội dung của table thôi. Có cái phần ở bên ngoài này, phần bên ngoài này, chúng ta sẽ ứng dụng cho rất là nhiều những cái giao diện khác nhau nữa, cho nên là chúng ta chỉ cần viết một file thôi, chứ không viết đi viết lại quá nhiều lần. Như vậy thì nó sẽ rất là mất thời gian và nó tốn cái công chúng ta viết. Chúng ta sẽ xây dựng cái khái niệm bao bên ngoài này, với bao bên ngoài là khái niệm là gọi là layout. Trong nội dung động này thì mới gọi là view. Được chưa? Đấy là cái nội dung tiếp theo chúng ta sẽ học. Và sau đấy thì chúng ta sẽ chuyển sang về namespace. Được chưa nhỉ? Mọi bạn nào thắc mắc gì nữa không? Không thắc mắc thì về các bạn sẽ bắt đầu làm bài. Làm cái gì mà hôm nay về sớm? Nguyên đúng không? Ông về luôn đi. Nguyên, đi về luôn đi. Đi về luôn, nhanh. Nguyên, ra ngoài. Ông là một thằng Doãn, là hai, là hai thằng hay vạ miệng nhất cái lớp này. Sống không phải lúc nào thích nói gì là nói đâu. Yeah. Chúng ta còn một cái khái niệm nữa trong cái khung chương trình của mình, đó là về cái namespace. Thì ví dụ như sau này, các bạn có bao giờ tạo được hai cái class có tên giống nhau trong cùng một file không? Được đúng không? Nhưng mà tôi tạo được. Assignment đề có rồi còn gì? Về làm đi ấy. Xem lại cái gì mà xem lại? Có cái gì đâu mà xem lại. Ứng dụng cái MVC này vào trong bài assignment thôi. Còn cái namespace, tiếp tục về cái namespace nhá. Cái namespace ấy, đó là nó sẽ cho phép chúng ta được phép viết, tạo ra những cái lớp có cùng tên, giống nhau và có thể sử dụng được. Ví dụ như sau này. Ví dụ tôi sẽ viết ở cái file, tạo một cái file mới tên là nsp.php. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái class tên là user, một cái class tên là test đi. Trong này chúng ta sẽ có một cái hàm, một cái function là getName. Ở đây echo ra là test trỏ đến getName. Rồi, ở dưới chúng ta có một class nữa cũng tên là test. Ở đây chúng ta có hàm là getAge. Chúng ta echo ra là get
test để test 2 đúng không? Cho đến get edge xong. Bây giờ chúng ta chạy thử cái hàm này, tôi echo 1 xem nó có ra không nhá. Localhost vẫn 06 này. Chúng ta sẽ có là hàm nsp.php. Ủa, lỗi gì đây trời? Dòng 11. Chưa chứng khỏi. Rồi. Sao? Cannot declare test class. Đúng không? Hai cái lớp cùng tên là không được. Nhưng bây giờ tôi thử thêm cái này nhé. Namespace app. Và dưới này tôi thêm cho nó một cái namespace bằng model. Giờ lại chạy được. Được chưa? Và bây giờ tôi muốn sử dụng cái hàm cái file test nào ấy. Ví dụ ở đây tôi đổi lần ngược lại cái hàm đều là get name cả nhá. Tôi muốn sử dụng của thằng nào thì tôi chỉ việc echo ra cái tôi có một cái model bằng new test. Như này có được không? Vì sao không? Sao? Không liên quan, không phải là không do không có nó không có namespace. Mà cái lỗi này này, cái này nó chắc chắn là sẽ bị lỗi. Nhưng mà lỗi vì gì? Vì ở đây nó có hai cái lớp tên là test. Quan điểm của nó tạm được là nó có hai cái lớp tên là test, cho nên nó không biết sử dụng cái lớp nào ở đây. Đấy là cái vấn đề đó, lỗi. Nó sẽ ra một cái là ambiguous. Đây. Ủa, không ra luôn mà. Model trở đến get name. Như này. Ồ, ra thằng thứ hai luôn mà. Thế mới kinh. Cái này nhìn như kiểu CSS ấy. Không, tôi nhớ không nhầm là ngày xưa khi mà làm là sẽ bị lỗi đấy. Có thể trên máy các bạn sẽ bị lỗi. Bởi vì ngày trước tôi code bằng Windows. Còn bây giờ bên này thì không biết được. Thì nhưng mà nếu các bạn sử dụng test như này, nó sẽ mặc định nó lấy thằng thứ hai đúng không? Lấy thằng thứ hai luôn. Thế làm sao để chọn thằng thứ nhất? Thì chúng ta phải đặt thêm cái namespace phía trước, đặt phía trước của cái app này thì chúng ta mới chạy được. Ông giờ rồi ăn cắt giờ với lỗi này nè. Dòng 29 class model ở đây phải như này đó, phải có namespace nhét vào trước, phải có đằng sượt về đằng trước thì nó mới dùng được cái thằng đầu tiên. Còn không là nó lấy cái thằng cuối cùng, nhớ không nhầm. Được chưa? Đây là cái namespace. Namespace nó giống như là cái địa chỉ nhà các bạn. Cái bài toán này tôi giải thích rất là nhiều lớp rồi. Thì giống như kiểu là nhà thằng Hiếu với lại nhà thằng Doãn chẳng hạn. Ví dụ hai thằng không phải tên là Hiếu với Doãn, hai thằng cùng tên là Doãn Chí Bình. Ví dụ thế. Thì bây giờ có cái thằng ông bạn tên là gì nhỉ? Thằng Hoàng đứng ở đầu ngõ gọi thằng Chí Bình. Thì bây giờ hai thằng này thằng nào thua? Cả hai thằng ở trong nhà luôn đấy. Bởi vì nó nghĩ là nó không gọi mình. Đúng không? Đó, thế cho nên là ví dụ như thằng Hoàng gọi là thằng Doãn là thằng Chí Bình 1 là ở nhà số 1, thằng Chí Bình 2 là ở nhà số 3 chẳng hạn. Thì thằng này nó sẽ gọi cả nhà và tên. Thì sẽ biết được cụ thể chính xác là thằng nào phải ra. Được chưa? Thì ở đây cái namespace này nó chính là cái số nhà. Còn cái tên class nó chính là cái tên của đối tượng cần được gọi. Được chưa? Đấy namespace. Và mấy nữa, cái composer nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề về namespace này rất là nhanh. Cực kỳ dễ. Chứ còn nếu mà chúng ta đưa thẳng namespace vào trong những cái base controller, home controller, product controller, user controller như này này. Thì cái code của chúng ta nếu mà như bây giờ ấy, thì code của chúng ta ở cái đoạn này này. Cái đoạn này nó gần như là dài gấp đôi. Gần như là dài gấp đôi luôn. Bởi vì chúng ta vừa phải require. Đây ví dụ như trong cái ví dụ ở đây của tôi là tôi không phải require gì cả, bởi vì chúng nó nằm trong cùng một file.
Nhưng mà nếu mà tôi viết dần thành những cái file khác nhau tôi ốp vào thì làm sao? Thì nó sẽ trở thành chúng ta cần phải require vừa phải use thì mới dùng được. Được chưa? Thì đấy là cái namespace. Bữa sau chúng ta sẽ làm chi tiết hơn sau khi chúng ta học về Composer. Rồi nhá, bài tập cho các bạn về nhà. Buổi sau tôi sẽ cho xem phần 1 và các bài lab 1 hay 3. Còn các bạn về các bạn làm bài assignment 2 đi. Nhá. Bắt đầu làm assignment 2 đi, thêm sửa xóa dữ liệu thôi. Không có gì phức tạp quá cả. Làm các xe tử tế vào đăng nhập các thứ. Được chưa? Có gì thắc mắc nữa không? Có phải thắc mắc gì à? Tức là bọn này làm được hết rồi đúng không? Chứ cũng không thấy đứa nào email hoặc thắc mắc hỏi han gì luôn. Thế mới kinh. Chứng tỏ lớp cực kỳ siêu nhân.